Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ đầu xuân Quý Mão 2023. Đến dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Tại lễ phát động, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết việc trồng cây xanh được thành phố xác định là việc làm quan trọng, gắn liền với sự phát triển toàn diện của thành phố, không chỉ cho hôm nay mà còn cho các thế hệ mai sau. Việc trồng cây, trồng rừng còn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Ủy ban Nhân dân thành phố kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở ban ngành địa phương, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và toàn thể nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, trồng cây nào tốt cây đó và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng tàn phá rừng trái phép. Dịp này, gần 900 cây thàng mát đã được lãnh đạo thành phố cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn trồng dọc theo tuyến đường khoảng 5 km đoạn từ Hồ Xanh đến Bãi Bắc, nhằm tạo nên nét đẹp, bản sắc riêng và là điểm nhấn cho thành phố trong những ngày đầu xuân mới.